Làm gì khi buồn, lấy lại tinh thần khi buồn chán. Làm gì khi buồn, đây chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều bạn khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không tìm được niềm vui. Để vực dậy tinh thần của mình, dưới đây là một vài bí quyết giúp bạn trở nên vui vẻ, yêu đời hơn. Bạn tham khảo nhé. Bạn nên làm gì khi buồn? Khi buồn, bạn có thể làm một số điều sau để giải tỏa tâm trạng của mình. Đi đâu đó, việc đi đến nơi có không khí thoáng đãng, một bãi biển hay hồ nước với bầu không khí trong lành sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn. Bầu trời trong xanh rộng lớn sẽ làm bạn cảm thấy nhỏ bé, nỗi buồn cũng vơi đi một chút. Đi ăn, khi buồn thì bộ não sẽ tiêu hao năng lượng gấp đôi so với bình thường. Vì thế bạn cũng có thể đi ăn uống xả stress, đem lại thoải mái để bộ não tiếp thêm năng lượng. Ngủ, khi buồn sẽ khiến bộ não suy nghĩ nhiều, điều này khiến bạn mệt mỏi. Vì thế nếu bạn không biết làm gì khi buồn thì cũng có thể đi ngủ để bộ não sắp xếp lại dữ liệu. Những nghiên cứu tương tự cho rằng chất lượng giấc ngủ được cải thiện khi chỉ số sống tăng lên sau sử dụng các phương pháp massage. Tâm sự với ai đó. Nên làm gì khi buồn, tâm sự với người thân, bạn bè về nỗi buồn cũng là cách để xua tan nỗi buồn tan biến. Khi bạn nhận được lời động viên từ ai đó, hãy giải tỏa tâm trạng cũng như là cách để giúp bản thân vơi đi nỗi buồn. Đọc sách, đọc sách, đọc tiểu thuyết cũng là cách rất bổ ích. Nó giúp bạn đắm chìm vào một thế giới khác, không có thật. Nó sẽ là nơi trú ẩn tạm thời vơi đi nỗi buồn của bạn. Nỗi buồn là một dạng cảm xúc. Nguyên nhân chính gây ra cảm xúc này là kỳ vọng vào việc nào đó nhưng không đạt được. Khi buồn, bạn có thể đi đâu đó, xem phim, nghe nhạc, ăn gì đó, tâm sự, đọc sách. Tuy nhiên, tất cả những điều này không giải quyết được triệt để vấn đề. Nó chỉ đè nén nỗi đau, nỗi buồn cho bạn quên đi tạm thời mà thôi. Vậy nên làm gì khi buồn, hãy áp dụng theo các bước dưới đây để quên đi nỗi buồn nhé. Bước 1, hãy ngồi im. Khi bạn đang buồn chán thì mọi hành động bạn làm thường mang đến tiêu cực, khó có được thành quả tích cực. Hãy ngồi im, nhắm mắt và hít thở thật sâu sẽ giúp các bạn dần vào sâu thế giới bên trong để cảm nhận được gốc rễ, nguyên nhân sâu xa của vấn đề, bạn sẽ bình tâm trở lại. Bước 2, cảm nhận nỗi buồn. Khi nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy những ký ức, suy nghĩ, hình ảnh khiến bạn buồn, nhưng bạn lại không quan sát được bản thân nỗi buồn. Nếu để ý, bạn thấy cảm xúc của chúng ta thường kèm theo trạng thái cơ thể tương ứng, có thể hiện rõ ràng trên mặt. Khi vui, mặt người ta thường tươi mới và các cơ năng đầy. Khi buồn, ngược lại các cơ giãn lỏng ra. Thay vì tập trung vào ký ức, hình ảnh khiến bạn buồn, các bạn hãy để ý những cảm xúc trên gương mặt của bạn, cảm giác và bất cứ những thứ gì xuất hiện trên bề mặt da, có thể nóng lạnh, ngứa ẩm. Bạn hãy để ý thật kỹ chúng và chờ đợi. Bước 3, hãy chờ đợi và nỗi buồn sẽ biến mất. Khi cảm nhận được cảm giác trên gương mặt bạn thì đừng vội làm gì cả, hãy chờ đợi để cảm nhận điều kỳ diệu. Đó là cảm giác đến rồi sẽ đi, cơn ngứa sẽ xuất hiện và bạn chẳng phải làm gì, nó cũng tự động biến mất. Mọi cảm giác liền có tính chất như vậy, và tới thời điểm bạn kiên trì đủ lâu thì nỗi buồn cũng sẽ tự nhiên biến mất. Đây là câu trả lời cho câu hỏi làm gì khi buồn. Làm như này sẽ giúp bạn hóa giải nỗi buồn, luyện tập sự bình tâm trước những nỗi buồn đó đem lại, và sau này khi nghĩ tới nỗi buồn các bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Hãy thực hành và trải nghiệm ngay lập tức, cứ kiên trì rồi bạn sẽ quan sát được khả năng tự hết buồn kỳ diệu của tâm trí. Nỗi buồn giống như ngọn lửa đang cháy, nếu bạn đi sâu vào thế giới bên trong và quan sát thì đống lửa đó sẽ cháy và tự lụi tàn dần khi thanh củi cháy hết. Hy vọng những chia sẻ trên giúp bạn biết làm gì khi buồn. Hãy áp dụng ngay bây giờ để yêu đời bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.